Dự báo giá vàng 4 trên 8, vàng liên tục có dấu hiệu đi xuống. Giá vàng hôm nay 3 tháng 8 tăng giảm trái chiều, ở hầu hết các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đã giảm 1.970 USD trên ounce do thị trường nhiều biến động và đồng USD tăng nhẹ. Giá vàng trong nước hôm nay, chốt phiên ngày 3 tháng 8, giá vàng SJC tăng giảm trái chiều ở hầu hết các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc, được khảo sát thời điểm lúc 18 giờ 30 phút. Trong đó, giá vàng SJC công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại chi nhánh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh ở cả hai chiều mua vào và bán ra giữ nguyên không đổi, so với phiên giao dịch sáng nay. Tại hệ thống Doji, chiều mua vào giá vàng miếng SJC tăng 120.000 đồng trên lượng, còn bán ra giảm 50.000 đồng trên lượng. Trong khi, giá vàng trong nước tại cửa hàng kinh doanh Phú Quý giá mua vào tăng 100.000 đồng trên lượng, giá bán không đổi. Giá vàng tại tập đoàn PNG tiếp tục tăng. Cụ thể, giá mua vào tăng 400.000 đồng trên lượng và 200.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra. Tại doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng trong nước biến động trái chiều. Trong khi, giá bán tăng 170.000 đồng trên lượng thì giá bán ra giảm 50.000 đồng trên lượng chiều bán ra. Dự báo giá vàng 4 trên 8 giá vàng giao ngay giảm 0,27% xuống 197080 USD trên ounce theo Kitco, vàng giao tháng 8 tăng 0,12% lên 197620 USD trên ounce, ghi nhận vào lúc 18 giờ 30 phút giờ Việt Nam hôm nay. Theo Reuters, thứ hai 3 tháng 8, vàng đã đạt mức cao kỷ lục khi những lo ngại kinh tế sẽ suy thoái, do chịu tác động mạnh bởi đại dịch gia tăng nhanh, đã thúc đẩy sự hấp dẫn của vàng về nơi trú ẩn an toàn, trước khi đồng USD tăng lãi. Nhà phân tích độc lập của Ross Ross Norman cho biết, sự điều chỉnh của đồng USD từ mức thấp trong hai năm đang làm giảm giá vàng. Norman cũng cho biết thêm, một loạt các yếu tố như dữ liệu kinh tế yếu hơn và căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc hồi sinh trở lại đã giúp vàng cao hơn. Các trường hợp nhiễm COVID-19 tăng nhanh và căng thẳng Mỹ-Trung leo thang đã làm giảm hy vọng cho sự phục hồi kinh tế nhanh chóng, thúc đẩy nhu cầu mua vàng như là nơi trú ẩn an toàn cho dòng vốn đầu tư đã tăng khoảng 30% trong năm nay quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank 23.270 đồng, giá vàng thế giới tương đương 55,23 triệu đồng trên lượng, thấp hơn 269000 đồng so với mức vàng trong nước. Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, vì vậy vàng SJC có thể sẽ tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng 4 tháng 8.